Mới đây, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đã đề xuất tăng giờ làm thêm của học sinh sinh viên lên không quá 24 giờ một tuần, thay vì đề xuất tối đa 20 giờ một tuần như trước đó. Đề xuất này, nếu được chấp thuận, sẽ có tác động như thế nào tới nhóm học sinh sinh viên? Ghi nhận của phóng viên Truyền hình Quốc Việt Nam. Là sinh viên năm 2 của một trường đại học, Huyền đã có gần một năm đi làm thêm ở vị trí nhân viên chăm sóc khách hàng. Tuy linh động về thời gian, nhưng cũng có tuần phải tăng ca để hoàn thành công việc. Khi nghe tin về việc điều chỉnh giới hạn giờ làm thêm, Huyền thấy rất phù hợp. Với quy định là 20 tiếng một tuần thì em thấy là không đảm bảo công việc, bởi vì có những cái tuần mà phải làm tận đến 30 tiếng thì cũng do khối lượng công việc khá nhiều. Nhưng mà với đề xuất của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội thì em nghĩ đây cũng là một mức giờ làm học hợp lý, vừa cho mình có thời gian để nghỉ ngơi cũng như là dành thời gian cho những công việc học tập, mà cũng vừa có thể gọi là linh động được cái giờ làm của mình. Thế nhưng với nhiều sinh viên khác, 24 giờ một tuần vẫn chưa đủ để hoàn thành công việc, nhất là với những người làm việc theo dạng freelancer hay còn gọi là làm việc tự do. Với họ, giới hạn giờ làm tức là đang giới hạn nguồn thu nhập giúp phụ giúp gia đình tự trang trải cuộc sống trên Hà Nội. Thì hiện tại là tôi thấy nó không đủ, tại vì thu nhập của sinh viên bây giờ thì khoảng 20.000 một giờ thôi. Tôi cũng có phải trả tiền nhà, tiền điện nước các thứ mà cũng muốn giúp đỡ bố mẹ ở quê. Và gia đình đó thì cũng không phải là một gia đình khá giả. Đề xuất giới hạn giờ làm thêm nhằm đảm bảo quyền làm việc của nhóm học sinh, sinh viên, đồng thời đảm bảo thời gian dành cho học tập. Tuy nhiên, vẫn có nhiều ý kiến băn khoăn xung quanh vấn đề này. Có những bạn, các bạn ấy làm việc rất là năng suất, nên là các bạn cũng muốn làm nhiều hơn, thì các bạn sẽ làm 30 đến 40 tiếng một tuần. Nếu như mà làm 24 tiếng một tuần thì mình thấy nó cũng khá là ít so với cái thời gian rảnh của bạn sinh viên bây giờ. Ta đang chưa rõ ràng về cái giờ làm thêm như thế nào. Nếu mà giờ làm thêm ở đây là những cái giờ lao động phổ thông thì có thể 20 giờ hay 24 giờ cũng vẫn là quá nhiều. Nhưng nếu mà liên quan đến cái mô hình đào tạo cho sinh viên một cách toàn diện ấy, hiện nay bây giờ có rất nhiều các doanh nghiệp là nhận những bạn thực tập sinh mà có trả lương. Ở một khía cạnh nào đấy chúng ta cũng thấy nó giống như là cái hình thức làm thêm ấy, nhưng mà nó lại là phục vụ cho cái thực tế kinh nghiệm làm việc và kỹ năng nghề nghiệp của bạn ấy. Thì thậm chí là 24 giờ vẫn còn chưa đủ. Rõ ràng, việc quản lý giờ làm thêm của học sinh, sinh viên cần phải được nghiên cứu thật kỹ và cân nhắc tới nhiều yếu tố khác như tính phù hợp với hoàn cảnh của gia đình, mức sống của từng địa phương hay tính chất việc làm của học sinh, sinh viên. Để tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2024 được an toàn, nghiêm túc, thật chu đáo, hoạt động vui chơi giải trí cho trẻ em, học sinh trong kỳ nghỉ hè thật sự an toàn hữu ích, Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa có công điện yêu cầu các địa phương chỉ đạo các cấp, ngành, tổ chức có liên quan phối hợp chặt chẽ với ngành giáo dục để triển khai biện pháp bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn cho kỳ thi. Chủ động phòng ngừa, phát hiện xử lý hành vi sử dụng thiết bị công nghệ cao để gian lận trong kỳ thi, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi về ăn ở, đi lại cho học sinh, đặc biệt là con em đồng bào dân tộc thiểu số, gia đình chính sách, vùng sâu, vùng xa, học sinh khuyết tật và học sinh tại vùng chịu ảnh hưởng của thiên tai, tham dự kỳ thi với phương châm, không để học sinh nào phải bỏ thi vì gặp khó khăn về kinh tế đi lại. Cấp, ngành, tổ chức, đặc biệt là đoàn thanh niên, hội phụ nữ, ban bảo vệ trẻ em các cấp, tạo điều kiện để trẻ em, học sinh được vui chơi, giải trí an toàn, lành mạnh, hữu ích trong dịp nghỉ hè. Phối hợp với gia đình, quản lý, giám sát trẻ em, học sinh trong thời gian không đến trường, bảo đảm an toàn, nhất là phòng chống tai nạn, thương tích, đuối nước và việc xâm hại trẻ em trên môi trường mạng. Thành phố Đà Nẵng vừa ban hành quyết định công nhận đạt chuẩn phổ cập giáo dục xóa mù chữ trên địa bàn năm 2023, trong đó toàn bộ các quận huyện đều đã đạt chuẩn theo quy định. Theo đó, cả 6 quận và huyện Hòa Vang đều đạt chuẩn xóa mù chữ mức độ 2, đạt chuẩn phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi, phổ cập giáo dục tiểu học mức độ 3 và phổ cập giáo dục trung học cơ sở mức độ 3. Sở Giáo dục và Đào tạo, Ủy ban Nhân dân các quận huyện chịu trách nhiệm về kết quả kiểm tra và có nhiệm vụ duy trì, phát huy kết quả phổ cập giáo dục, xóa mù chữ theo đúng quy định và hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Năm 2009, thời điểm thành phố thực hiện mục tiêu này, trung bình mỗi năm có hơn 600 em học sinh bỏ học vì lý do kinh tế gia đình khó khăn. Con số này liên tục giảm dần qua các năm. Đơn cử như năm 2019, thành phố chỉ còn chưa đến 50 học sinh bỏ học. Đầu mỗi năm học, ngành giáo dục lập danh sách học sinh trong diện khó khăn, có nguy cơ bỏ học để có phương án giúp đỡ về kinh tế, ôn tập chương trình đã học, tư vấn động viên các em bị sang chấn tâm lý vì hoàn cảnh gia đình, nhân rộng các mô hình như người bạn đồng hành, tổ tư vấn tâm lý, dòng họ học tập, tập họ khuyến học.
Bộ Công an đã ban hành thông tư số quy định về mẫu thẻ căn cước, mẫu giấy chứng nhận căn cước sẽ được sử dụng từ ngày 1 tháng 7 tới đây. Theo đó, hai mặt của thẻ căn cước in hoa văn màu xanh chuyển ở giữa màu vàng đến xanh. Nền mặt trước gồm bản đồ hành chính Việt Nam, trống đồng, các hoa văn, họa tiết truyền thống trang trí. Nền mặt sau gồm các hoa văn được kết hợp với hình ảnh hoa sen và các đường cong vắt chéo đan sen. Bộ phận lưu trữ thông tin trên thẻ căn cước là mã QR và chip điện tử được gắn ở mặt sau thẻ căn cước. Thưa quý vị, trong những năm qua, việc nhiều diện tích rừng bị lấn chiếm, xâm hại tại các địa phương có khu vực giáp danh diễn biến rất phức tạp. Các đối tượng lợi dụng khu vực giáp danh để thực hiện hành vi khai thác, lấn chiếm rừng đã khiến các địa phương gặp nhiều khó khăn trong công tác quản lý. Tại Gia Lai, hội nghị sơ kết quy chế phối hợp công tác quản lý bảo vệ rừng vùng giáp danh giữa tỉnh này với các tỉnh Bình Định, Phú Yên và Đắk Lắk đã được diễn ra. Đây là một vấn đề quan trọng bởi khu vực rừng giáp danh giữa các địa phương có diện tích rộng lớn, địa hình hiểm trở, giao thông đi lại khó khăn. Mới đây, một diện tích lớn rừng tại khu vực giáp danh giữa Gia Lai và Đắk Lắk đã bị phá trắng. Tuy nhiên đến nay, các lực lượng chức năng vẫn chưa thể xác định được diện tích bị phá thuộc địa phương nào quản lý. Vì là khu giáp danh có địa thế, địa hình phức tạp, hiểm trở, nên việc điều tra, truy bắt đối tượng phá rừng gặp rất nhiều khó khăn. Các đối tượng lâm tặc khi xâm hại cái vùng giáp ranh này thì có thể qua lại giữa các cái địa bàn với nhau, trốn tránh các lực lượng chức năng khi mà truy bắt để xử lý vi phạm. Ví dụ như trên địa bàn giáp ranh tỉnh Gia Lai thì nó sẽ trốn ở Đắk Lắk thì trốn ở Gia Lai, những cái vùng như thế. Thì nếu chúng ta không thực hiện công tác phối hợp tốt thì sẽ rất khó khăn trong công tác điều tra xử lý vi phạm. Việc phân định ranh giới rừng của các địa phương ngoài thực địa là rất khó khăn. Do vậy, trong quy chế phối hợp giữa các tỉnh, khi phát hiện một vụ việc vi phạm xảy ra tại vùng giáp danh, phải xác định rõ được rừng thuộc địa phương nào để cùng trao đổi thống nhất và bàn giao xử lý vụ việc cho phù hợp với quy định. Đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của việc ký kết quy chế phối hợp trong công tác quản lý bảo vệ rừng giáp danh giữa các tỉnh. Trên cơ sở ký quy chế phối hợp đó, thì chúng ta không phải ký vào địa đó, mà chúng ta ký và triển khai thực hiện. Trong việc triển khai thực hiện thì yêu cầu các đơn vị sao có sự phối hợp chặt chẽ, thường xuyên thông tin liên lạc với nhau. Để mà sao? Khi có thông tin, trao đổi thông tin liên lạc được thì chúng ta mới triển khai thực hiện tốt công tác quản lý bảo vệ rừng. Và đặc biệt là các bên đều phải có trách nhiệm thực triển khai thực hiện quy chế đó. Dù đã có các quy chế phối hợp giữa các tỉnh, nhưng thực tế tình trạng vi phạm luật lâm nghiệp vẫn diễn ra khá phức tạp và có chiều hướng gia tăng. Do vậy, việc xác định rõ ranh giới, mốc giới là vô cùng cấp thiết để công tác phối hợp quản lý bảo vệ rừng giữa các địa phương được thống nhất, đồng bộ và quyết liệt hơn.